Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, sáng nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Abu Dhabi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed bin Hassan Al-Suwaidi. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với khu vực Trung Đông, trong đó UAE là một trong những trọng tâm hàng đầu. Cho rằng cơ hội tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và UAE là rất lớn, Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm UAE lần này, hai bên sẽ nâng cấp quan hệ và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện CEPA Việt Nam-UAE, tiếp đó xây dựng kế hoạch kết nối hai nền kinh tế để sớm đạt được mục tiêu đưa thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ. Thông tin tới Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE về tình hình kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam chủ trương ưu tiên thu hút đầu tư với các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chip bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật. Đề nghị Bộ Đầu tư UAE chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài, xem xét lựa chọn và kết nối với các đối tác tham gia hợp tác đầu tư mạnh mẽ toàn diện với Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và xây dựng các khu thương mại tự do tại các thành phố lớn, mong muốn phía UAE với kinh nghiệm từ trung tâm tài chính Dubai và Abu Dhabi hỗ trợ Việt Nam hình thành khung chính sách và mô hình phát triển phù hợp, tham gia vào quá trình xây dựng, cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam. Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, khẳng định sẽ nghiên cứu và định hướng các tập đoàn của UAE đầu tư vào các dự án chiến lược tại Việt Nam, tạo hiệu ứng cho cả nền kinh tế, tạo điều kiện hỗ trợ giới thiệu các đối tác tiềm năng UAE cho các doanh nhân, nhà đầu tư Việt Nam để hợp tác, mở rộng hoạt động và thực hiện thuận lợi các dự án đầu tư tại UAE. Nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có UAE, trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.